người bệnh tiểu đường có ăn được quả quýt hay không? Vâng thưa các bác, có một vài loại trái cây rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường, có thể kể đến như dâu tây, bơ hay là chuối. Vậy thì ngoài các loại quả nói trên ra thì bệnh nhân tiểu đường có ăn được quả quýt hay không? Mời các bác cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Ngoài ra đến với nội dung thứ hai của chương trình sẽ gợi ý đến các bác về một số loại trái cây rất tốt cho bệnh tiểu đường và những loại trái cây mà người bệnh nên ăn và nên kiêng. Mời các bác cùng theo dõi. Người bệnh tiểu đường có ăn quýt được hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, người bệnh cần hiểu rằng trái cây đóng một vai trò quan trọng trong quá trình điều trị bệnh tiểu đường. Nếu như chọn các loại trái cây phù hợp tốt cho sức khỏe con người sẽ hỗ trợ rất tốt cho việc chữa bệnh. Tuy nhiên, nếu dung nạp quá nhiều loại trái cây có hại thì lượng đường trong máu sẽ tăng cao, dẫn đến các biến chứng nguy hiểm của căn bệnh tiểu đường. Trái cây hay là các loại quả ngọt không phải là thực phẩm cấm kỵ với người bệnh tiểu đường vì chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng, vitamin, chất xơ cần thiết cho hệ tiêu hóa và các quá trình sống trong cơ thể. Tuy nhiên, trái cây cũng có chứa một lượng đường và dĩ nhiên, người bệnh tiểu đường cần cân nhắc ăn trái cây ra sao cho khoa học để tránh làm tăng đường huyết quá mức. Bệnh nhân tiểu đường có thể ăn tất cả các loại trái cây nhưng với số lượng hạn chế vì trái cây cung cấp nước, đường, chất xơ, vitamin C, vitamin nhóm B, chất khoáng, canxi, magie, kali đều rất là tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, mỗi người bệnh cần biết được tình trạng đường huyết của mình đang ở giai đoạn nào để bổ sung trái cây cho phù hợp nhất. Và bên cạnh đó, người dùng nên tránh ăn các loại hoa quả quá chín vì khi đó lượng đường tăng cao nhất. Ngoài ra, nước ép trái cây cũng không phải là thức uống lý tưởng của người bệnh. Tốt nhất là nên ăn trái cây bởi việc ăn hoặc nhai chất xơ như đã nói trên sẽ giúp lượng đường trong máu đi vào chậm hơn. Nếu có sự gia tăng hàm lượng đường thì nó cũng sẽ diễn ra được chậm hơn. Người mắc bệnh tiểu đường cũng không nên ăn trái cây ngay sau bữa ăn, dễ bị làm tăng đường huyết. Thời điểm lý tưởng để ăn hoa quả là vào buổi sáng trước khi ăn hoặc ít nhất là 2 giờ sau khi ăn. Vậy thì bệnh nhân tiểu đường có ăn quýt được không? Quýt là một loại hoa quả không chỉ thơm ngon mà còn có tác dụng chữa bệnh rất là tuyệt vời và đã được chứng minh là loại quả tốt cho bệnh nhân đái tháo đường. Quýt thì không chỉ có hiệu quả trong việc làm giảm nồng độ đường trong máu và tăng cường độ nhạy với insulin trong tế bào, mà còn là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh cho người bệnh tiểu đường. Với hoạt chất nigrin và nelfrin có trong quả quýt giúp làm giảm lượng đường trong máu, với những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và kiểm soát glucose kém. Đồng thời, các enzyme trong gan được biết đến với một vai trò quy định sự hấp thụ glucose và tăng hiệu quả gan, cũng được các hợp chất này điều chỉnh một cách phù hợp. Quýt chứa nhiều vitamin C có tác dụng hỗ trợ dung nạp glucose, giảm ảnh hưởng đến mao mạch do bệnh tiểu đường. Ngoài ra, citron có trong quýt có thể tăng cường chuyển hóa lipid, giúp làm giảm lượng mỡ thừa đáng kể, rất là hữu ích trong quá trình giảm cân, một trong những nguyên nhân dễ dẫn đến tiểu đường. Vì vậy, người bệnh tiểu đường hoàn toàn có thể ăn quýt. Và dưới đây, chương trình sẽ giới thiệu đến các bác về một số loại trái cây tốt cho người bị đường huyết cao. Ngoài quýt ra, người bệnh tiểu đường cũng có thể chọn một số loại trái cây khác tốt cho sức khỏe như đào. Loại quả này giúp bổ sung kali, vitamin A, vitamin C, chất xơ với hàm lượng lớn rất tốt cho sức khỏe con người. Vì vậy, các bác có thể dùng quả đào cho bữa ăn nhẹ cũng rất là tốt. Nói thêm về kali, đây là một khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia vào các hoạt động bình thường của các tế bào, mô và nhiều cơ quan khác nhau trong cơ thể. Người mắc bệnh tiểu đường khi tiêu thụ các thực phẩm giàu kali sẽ ngăn chặn đáng kể về nguy cơ mắc bệnh tim mạch và bệnh thận. Quả mơ. Một trái mơ chỉ tương đương với 17 calo và 4 gram carbon hydrat. Theo ước tính, cứ 4 trái mơ tươi sẽ cung cấp đủ 50% nhu cầu vitamin A hàng ngày cho cơ thể.
Vì vậy, mơ là một loại trái cây mà người mắc bệnh tiểu đường nên ăn. Ngoài ra, mơ còn cung cấp được chất xơ rất tốt cho quá trình tiêu hóa. Cam. Một quả cam đã đủ để cung cấp toàn bộ nhu cầu vitamin C của cơ thể các bác trong một ngày. Cam cũng là một quả có chỉ số đường thấp, chỉ 15 carbon hydrate và 62 calo. Trong một quả cam còn chứa folate và kali, có thể giúp cho cơ thể điều hòa huyết áp, ngăn ngừa nguy cơ biến chứng thận. Người mắc bệnh tiểu đường mỗi ngày nên ăn một trái cam, chia thành nhiều lần, mỗi lần ăn từ 2 đến 3 múi. Lưu ý là nên ăn cam còn nguyên quả, không nên vắt nước để uống, có thể làm tăng đường huyết nữa. Ổi. Quả ổi chính là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai mắc bệnh tiểu đường, vì loại trái cây này có chỉ số đường thấp, hơn nữa còn giàu chất xơ, chất chống oxy hóa cần thiết cho cơ thể, và từ đó giúp ổn định lượng đường trong máu. Tuy nhiên, khi ăn ổi các bác nên gọt bỏ vỏ, vì vỏ của trái cây này có thể làm tăng lượng đường trong máu. Trên đây là một số loại trái cây tốt cho người bệnh tiểu đường, các bác có thể lựa chọn và bổ sung hàng ngày. Tuy nhiên, chỉ nên ăn với một lượng vừa phải, tránh việc ăn quá nhiều dẫn đến phản tác dụng. Người bệnh tiểu đường nên kiêng loại trái cây nào? Đầu tiên là xoài. Xoài là một loại trái cây ngon và được rất nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, người bệnh tiểu đường nên hạn chế ăn loại trái cây này, vì trong một trái xoài chứa đến 45g đường, gây nguy cơ tăng đường huyết rất là cao. Mặc dù xoài thì có nguy cơ làm tăng đường huyết, nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng xoài rất tốt cho sức khỏe con người. Do đó, người bệnh tiểu đường vẫn có thể ăn, nhưng ăn với số lượng vừa phải, như mỗi ngày và mỗi lần ăn có thể ăn từ 1 đến 2 quả mà thôi. Nho. Nho chứa rất nhiều vitamin cần thiết cho sức khỏe của cơ thể, giúp cho phụ nữ có một làn da đẹp, mịn, nhưng nó lại bị liệt kê vào những danh sách loại trái cây người bệnh tiểu đường nên kiêng ăn, bởi một chén nho có thể chứa đến 2-3g đường. Cherry. Các bác có biết, trong một chén cherry chứa đến 18g đường, người bệnh tiểu đường nên hết sức lưu ý khi ăn loại trái cây này. Cùng với đó, trái cây khô chứa một hàm lượng đường rất lớn khi qua chế biến sấy khô. Ngoài hàm lượng đường cao, nó còn chứa các loại chất bảo quản để kéo dài thời hạn sử dụng. Người bệnh tiểu đường cần tuyệt đối tránh loại thực phẩm này. Lê. Trung bình một trái lê chứa đến 15g đường. Nếu như ăn lê ngày qua ngày, hàm lượng đường trong người bệnh sẽ có nguy cơ tăng nhanh và gây nguy hiểm. Dưa hấu. Dưa hấu là một loại trái cây giải khát hiệu quả, nhưng dưa hấu lại là một trong những loại quả chứa hàm lượng đường cao. Một quả dưa hấu trung bình chứa 17g đường. Người bệnh tiểu đường nên tránh ăn loại trái cây này để giúp duy trì lượng đường luôn ổn định trong cơ thể. Chuối. Quả chuối chứa nhiều vitamin và dưỡng chất rất cao. Đồng thời, hàm lượng đường trong chuối cũng cao như vậy. Trung bình, một trái chuối chứa đến 16g đường. Sẽ rất là nguy hiểm nếu người bệnh tiểu đường ăn trái cây này mỗi ngày. Tuy nhiên không phải vì vậy mà những người bệnh tiểu đường kiêng hẳn chuối, mà người bệnh vẫn có thể ăn nửa quả. Nhưng phải ăn chuối vừa chín tới, không được chín quá. Vì lượng đường trong trái chuối cao hay không còn tùy thuộc vào độ chín của quả. Và cuối cùng là vải thiều hoặc nhãn. Vải thiều và nhãn khi ăn nhiều sẽ tạo cảm giác no, đầy bụng và khi đó có thể làm giảm khả năng hấp thu các thực phẩm khác. Mặt khác, hai loại trái cây trên đều có tính nóng. Những trường hợp đang bị mụn, nhọt, mắc bệnh ngoài da, ho có đờm cũng không nên ăn. Vâng, thưa các bác, người bệnh tiểu đường có thể ăn quýt và một số loại hoa quả khác. Đồng thời, cũng nên kiêng một số loại cây để tránh làm tình trạng bệnh trở nên trầm trọng và khó kiểm soát hơn. Đặc biệt, người bệnh tiểu đường hãy nên tham khảo và sử dụng thêm các sản phẩm để hỗ trợ ổn định đường huyết để tránh làm tăng đường huyết đột ngột khi ăn uống. Xin cảm ơn các bác đã dành ra thời gian quan tâm và theo dõi hết video ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin bổ ích mà chương trình đã chia sẻ sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình điều trị bệnh tiểu đường của các bác.
Và nếu như các bác yêu thích và ủng hộ chương trình, các bác đừng quên ấn nút đăng ký kênh và nút quả chuông thông báo ngay bên cạnh để cập nhật thông tin nhanh nhất mới nhất của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.